Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, sau tháng đầu năm 2021, phá vỡ mọi rào cản hay bế tắc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Kỷ Hợi luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ dễ dàng trao niềm tin của mình cho người khác, điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có phải trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, tuổi Hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của họ, nên ông trời đã ưu ái tuổi Kỷ Hợi trong những năm gần đây, thậm chí trong năm 2021 tới đây. Trong những năm này, mệnh chủ đều xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung, sự nghiệp thuận buồm, xuôi gió, tài lộc về đầy nhà. Vậy trong nửa đầu năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ xảy ra những điều gì? Mệnh chủ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp, có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Kỷ Hợi. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan về tử vi ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tử vi 6 tháng đầu năm 2021 dự báo ông bà tuổi Kỷ Hợi sẽ có một thời gian dài khá bình ổn, không có nhiều biến động, nhưng cũng không tránh được một vài chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình của ông bà được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của chính mình thì mới mong cuộc sống được êm ả. Ông bà tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở, khó khăn nào cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực thì vận số trong thời gian này sẽ trôi qua rất êm đềm. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa lành, tránh dữ do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Kỷ Hợi nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp và quan vận. Trong nửa đầu năm 2021, với ông bà tuổi Kỷ Hợi vẫn đang đi làm, ấn quan xuất hiện cùng trợ lực, công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Ngoài ra, sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của ông bà sẽ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong thời gian này. Dù vậy, ông bà cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Ông bà cũng cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để tăng cường may mắn, chiêu cát lành và tài lộc. Đặc biệt, khi sử dụng vòng, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc được hanh thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi ông bà tuổi Kỷ Hợi nửa đầu năm 2021 cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp hoặc lương từ công việc chính. Sau đó, vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó ông bà trong thời gian này. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng và nông sản.
Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp ông bà kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có đầu tư nhỏ, ông bà cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc những người không đáng tin, kẻo tiền bao nhiêu cũng sẽ mất hết. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời điểm này, quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, Phật chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi của ông bà tuổi Kỷ Hợi nửa đầu năm 2021 cho biết, các mối quan hệ, gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Ông bà tuổi Kỷ Hợi nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng có một số cơ hội tình cảm đối với người khác phái trong thời gian này. Tuy nhiên, ông bà cần chủ động hơn để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Ngoài ra, trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính của ông bà có thể trở nên khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Đặc biệt trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ ở xung quanh ông bà. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Ông bà tuổi Kỷ Hợi trong nửa đầu năm 2021 không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Ông bà cần thường xuyên rèn luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Còn với những ông bà vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần ông bà biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ông bà sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Ngoài ra, ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Đồng thời, pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Kỷ Hợi trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu cùng các từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng riêng của ông bà tuổi Kỷ Hợi khá lý tưởng nhờ được lục hợp quý nhân che chở. Các mối quan hệ xã giao trong tháng hài hòa, tốt đẹp, có lợi cho con đường thăng tiến. Công việc tiến triển đều, có thể được giao trách nhiệm hoặc góp mặt trong dự án lớn, thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Ông bà có thể tranh thủ tiến hành đại sự trong thời điểm cát khí, tràn đầy, tỷ lệ vì thế cũng sẽ thành công cao hơn. Tài lộc trong tháng cũng đang trên đà vượng phát nhờ được tài tinh chiếu mệnh. Ông bà có thể nhận được một số khoản thu lợi nhuận bất ngờ trong tháng. Cơ hội phát tài đang ở gần, nhưng ông bà cũng nên chú ý cách chi tiêu để tài lộc tụ khí. Tử vi tháng 2 âm lịch. Dưới sự nâng đỡ của cục diện bán hợp, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi có nhiều khởi sắc, những khó khăn trong công việc trước đó dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định được năng lực và đường thăng tiến rộng mở. Tháng này, các mối quan hệ làm ăn cũng tốt đẹp hơn, ông bà biết vận dụng quan hệ để tìm được đối tác tiềm năng, lợi nhuận tăng cao. Tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3 âm lịch này, vận khí của ông bà tuổi Kỷ Hợi rất ổn định, mọi phương diện không có vấn đề gì phải lo ngại, nên ông bà có thể yên tâm tận hưởng một tháng yên bình. Có thể một số người sẽ cho rằng nhịp sống đều đó thật là nhàm chán. Nhưng vậy ông bà tuổi Kỷ Hợi vốn thích sự yên tĩnh và bình lặng thì cuộc sống như vậy đã là một loại hưởng thụ đối với ông bà. Ngoài ra, sức khỏe của ông bà trong tháng này cũng khá ổn định, sức đề kháng tốt, ít khi mắc các chứng bệnh vặt. Cho nên ông bà cần sớm điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của mình thì cơn khó chịu sẽ biến mất nhanh chóng. Thứ tư, tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch sắp tới, ông bà tuổi Kỷ Hợi phạm tương xung thái tuế, dự báo vận trình nhiều biến động thăng trầm. Tháng này không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước, cho nên ông bà cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong có kết quả như mong muốn.
công việc trì trệ sẽ gặp trở ngại do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Do đó, ông bà cần phải hành sự thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc, như vậy mới hạn chế sai lầm phát sinh. Thời điểm này, tài vận của ông bà cũng có dấu hiệu giảm sút, trong khi thu nhập không tăng mà các khoản chi lại nhảy vọt, rất dễ rơi vào tình cảnh vay mượn, nợ nần. Đầu tư tại thời điểm này cũng không phải là quyết định sáng suốt, khôn ngoan, tránh tham thì thâm. Tử vi tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, ông bà tuổi Kỷ Hợi cần chú ý đến tình hình tài chính của mình. Dù thu nhập kinh tế của ông bà không có nhiều thay đổi trong tháng này, nhưng so với thời gian trước đó thì cũng có thể coi là khá ổn. Tuy vậy, nhu cầu mua sắm tiêu xài sẽ không ngừng tăng lên, đủ việc phát sinh cần dùng đến tiền. Nếu ông bà không kiểm soát tài chính cẩn thận, rất có thể sẽ rơi vào tình trạng túng thiếu, thậm chí phải vay mượn bạn bè, người thân để trang trải cuộc sống. Tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch này, ông bà tuổi Kỷ Hợi được tam hợp che chở, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Dù công việc tăng lên, ông bà sẽ khá vất vả, nhưng mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, đầu xuôi, đuôi lọt. Đây là cơ hội tốt để ông bà khẳng định được năng lực làm việc, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, sức khỏe của ông bà có thể gặp một số triệu chứng khó chịu, mỏi mệt do mải mê lo cho công việc. Việc không cân bằng được thời gian dành cho sự nghiệp và thời gian nghỉ ngơi rất có hại cho sức khỏe. Ông bà phải chú ý nhiều hơn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời mọi người cùng tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Kỷ Hợi. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, ông tuổi Kỷ Hợi được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Ngoài ra, ông còn gặp phải hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu, tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp hạn huỳnh tuyền, sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn đối với bà thì trong thời gian này sẽ được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Bên cạnh đó, bà còn phải gặp hạn toán tận. Hạn này chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Cho nên bà cần chú ý nhiều hơn về hạn này. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm theo là số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của ông bà tuổi Kỷ Hợi gồm có sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc, và có sao Điều Khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cuối cùng là cung xung chiếu thì gồm có các tên thiên phúc, long trí thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có các cát hung tuần, triệt, quan, phù, thiên khốc, báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy giải đáp. Để được cập nhật nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.